Xin kính chào tái ngộ quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe tiếp kỳ 13 của truyện dài Anh hùng bạc mạng của tác giả Mũ Nâu Trần Thi Dân với tựa đề Sau trận thánh chiến. Cũng như ngay sau khi tái chiếm quản trị ở phía Bắc, lần này với chiến thắng lớn lao tại mạng Nam dùng một chiến thuật Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng các tướng lãnh Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra thăm Đức Phổ, Quảng Ngãi. Tháp Tùng Phái đoàn còn có các cơ quan truyền thông. Tất cả sẽ ghé Bộ Chỉ huy Trung đoàn 6 thuộc Sư đoàn 2 Bộ Binh để duyệt xem triển lãm chiến lợi phẩm mà hết 80% là do Liên đoàn 1 biệt động quân tịch thu tại mặt trận Sa Quỳnh để bảo vệ các yếu nhân, tiểu đoàn 21 biệt động quân và các lực lượng tham chiến khác đều bung rộng, làm nhiều dòng đai an ninh chung quanh. Đại đội tôi thì từ khu đồi 94 bên cửa khẩu, mục tiêu cuối cùng vừa dứt điểm, hoành lại, gian theo bờ đầm nước mặn, lên trấn thủ một ngọn núi phía Tây. Dưới chân có con quốc lộ 1 song song với đường xe lửa, nơi mà trước đó một tuần địch đã không ngờ tôi tấn công phá vỡ phòng tuyến thép của chúng. Từ đỉnh cao này nhìn xuống, tôi thấy toàn dùng sa quỳnh đức phổ, một phần đất quê hương miền trung tươi đẹp. Những dãy đồi nhấp nhô như sóng lượng này đã sạch bóng quân thù. Trên các nẻo đường ngang dọc, người người qua lại. Dưới đầm nước mặn mênh mông cũng lao sao ghe thuyền đổ bến. Thiếu tá quách thưởng bảo bốn đại đội tiểu đoàn 21 biệt động quân lập báo cáo thành tích của mình từ khi khởi sự tái chiếm Sa Quỳnh. Kết quả chung, đơn vị loại khỏi dòng chiến khoảng 500 diệt cộng, bắt sống 19, tịch thu 256 súng đủ loại. Trong đó, riêng đại đội 1 biệt động quân của tôi chiếm một số lượng như sau. Giết hơn 200, bắt sống 19 tên nêu trên làm tù binh, thu 106 súng. Đặc biệt, có một phòng không 12 ly 8 là khẩu lớn nhất tại mặt trận. Chưa kể đạn dược, chất nổ cũng như không thể đếm được các đống thịt người bày nhầy trong đồn lính cùng hàng trăm xác giặc chìm sâu dưới đầm nước là riêng hai trận quả thiêu, thủy tán do tôi kêu pháo binh dập phần đại đội chết hai bị thương bốn binh sĩ Nhìn thành quả trên ai không sửng sốt. Nếu đem trưng các con số đó ra toàn quốc thì xưa nay quân lực Việt Nam Cộng hòa có bao nhiêu cỡ đại đội trong một trận đánh mà vừa giết lẫn bắt sống kẻ thù vừa tịch thu vũ khí nhiều đến thế. Lúc đầu tham chiến đơn vị chỉ 51 người, sau gần chấm dứt mới bổ sung thêm thành 70, cũng chỉ bằng phân nửa cấp số nhưng lại đạt được một kỳ công rất hiếm. Trước hết, các chiến sĩ đại đội 1 biệt động quân chọc thủng phòng tuyến mặt Tây trung đoàn 141 trên 2 sao vàng. Kế tiếp là rượt bắn dài dài, địch chết cơ mang dạng kể, nhất là tại bờ phía Bắc đầm nước mặn và trên đồi 94 kết thúc cuộc đao binh tàn khốc Sa Quỳnh. Thành thật mà nói, giặc chết thay phơi không sao kể xiết. Và nếu đó không phải là một trận đánh thần thánh để đời của đại đội 1 trên 21 biệt động quân, thì là gì? Sau chiến thắng, anh em rất vui mừng, hy vọng sẽ được ban thưởng công lao xương máu mình đã đổ. Đó là chuyện đương nhiên, dù ở quân đội nào, cả bộ lạc mang rợ nhất. Nhưng khốn nạn thay, rốt cuộc các chiến sĩ anh hùng này lại tuổi nhục cho phận mình và bao kẻ đã hy sinh gục ngã ở đầu non gốc biển. Những người con yêu của tổ quốc cũng chỉ vì bọn lưu manh Trần Dân Nhật cướp công. Theo lời thiếu tá Quách Thưởng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 21 biệt động quân, trước lúc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến Bộ Chỉ huy Trung đoàn 6 Bộ Binh xem thành quả tái chiếm Sa Quỳnh, các khối vũ khí được trình bày riêng rẽ với tấm bảng đề tên đơn vị tịch thu. Dĩ nhiên, chiến lợi phẩm của Liên đoàn 1 biệt động quân cũng có ghi rõ, đặc biệt một tấm tương tự treo trên nòng súng phòng không 12 ly 8. Nhưng khi phái đoàn tổng thống thiệu sắp đáp trực thăng xuống, các sĩ quan mũ nâu bận ra sân bay đón rước, thì chuẩn tướng Trần văn Nhật, tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, liền lợi dụng sơ hở cho bộ hạ trong phòng triển lãm lẹ tay quán đổi hết các bản ghi phần chiến lợi phẩm nghĩa là một giấy dài ngót 300 khẩu súng đủ loại do biệt động quân tịch thu phút chốc biến thành chiến lợi phẩm của sư đoàn 2 ông còn trắng trợn rất bỉ ổi không tả được là độc nhất có khẩu súng phòng không nổi bật của đại đội một tôi tịch thu cũng bị đánh tráo luôn không chút nương tay. Rõ ràng tướng Nhật treo đầu dê bán thịt chó. Tội nghiệp các tướng sĩ tượng, cả xe pháo mã, chỉ biết đứng nhìn xem, tấm tắc khen tài tư lệnh sư đoàn hai bộ binh. Chứ đâu ngờ, ông bình dôi đó, nửa người nửa ngợm, hô phong quán vũ, chơi trò xảo thuật, cướp công xương máu của các chiến sĩ mũ nâu. Hèn gì Tôi vừa thanh toán xong mục tiêu cuối cùng ở cửa khẩu. Trần Văn Nhật sai trung tá trung đoàn trưởng trung đoàn 5 trên hai bộ binh gọi máy xin tiểu đoàn 21 biệt động quân cho một đơn vị của ông dàn trận giả bơi ghe qua tấn công đồ 94 để xảo trá quay phim hồ quán chính chúng chiến thắng Sa Quỳnh. Đánh giặc dù là giả cũng phải có tiếng súng của địch chống lại nên lũ hèn mới dám cả gan bảo đại đội một tôi còn đang ở đó giờ làm việc cộng kháng cự dẫm, chỉ nã đạn lên trời chứ đừng chuối xuống đầm nước mặn trúng âm binh của nhật nhưng tôi đã khẳng khái từ chối không thi hành cái lệnh quái đảng trò hề của bọn côn đồ mà trời sẽ tru đất sẽ diệt một ngày không xa còn gì nữa không con xin bái phục ông tướng đã một thời nổi tiếng anh hùng tử thủ ở đâu đó nghe tiểu đoàn trưởng quách thưởng kể lại chuyện đánh tráo chiến lợi phẩm cướp công biệt động quân tôi quán trách thì ông chửi thề mẹ từ ngoài sân bay đi vô tao đã thấy vậy còn trung tá liên đoàn trưởng đâu câm họng luôn sao thôi bỏ qua nếu mày không lên được đại quý tao sẽ đề nghị cấp trên thưởng mày một anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Tôi định trả lời thưởng, dù tấm quy chương đó thuộc loại lớn, tuyên dương công trạng cấp quân đội, nhưng tôi cũng đã có thừa ba cái. Từ khi tôi còn mang lon thiếu quý dự cuộc hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào năm 1971. Và vì để lâu năm quá nên cả ba dương liễu đã quá thành dương mai hết ráo rồi. Tôi không tiện nói vì thưởng là người bạn lâu năm và không chủ động được vấn đề chán nản tôi sai hai người lính thân cận quỳnh văn trung và hoàng anh toán thám báo đem theo cái máy prc để liên lạc xuống núi vào khu phố đức phổ cùng với tài xế phó trọng lấy chiếc xe jeep chạy về mộ đức gặp nhị nàng đang nóng lòng mong đợi tin tức nơi tôi vài tiếng sau thì có tiếng nhị gọi Việt quốc, em đây. Tôi cầm ống liên hợp. Em và mẹ khỏe không? Dạ khỏe. Sao giọng anh khàn khàn vậy? Hoàng Anh nói anh có chuyện gì buồn lắm phải không? À nè, sao em lại nghe đài phát thanh Quảng Ngãi loan tin sư đoàn hai bộ binh chiến thắng Sa Quỳnh chứ không phải biệt động quân? Nghe nhị hỏi, tôi càng tức thêm đó là lý do khiến đại đội anh buồn buồn gì bị bọn trần văn nhật cướp công anh sẽ viết sách về sự kiện lịch sử này nếu đích danh tướng cướp chắc chú trung đã kể em nghe hết mọi chuyện rồi giọng nhị như muốn khóc thôi em không muốn anh buồn họ là tướng cướp đừng sánh mình anh hùng với tiểu nhân bị ma giáo nên anh mất thành tích chứng minh để được thăng cấp mặt trận tội nghiệp Như em biết Lính lớp chết lớp bị thương Và gian khổ quá nhiều Thế nào anh cũng cầm bút Dạch mặt quân cướp cạn Anh vừa tạo thời thế Chính cái thời thế đó nắng ra chúng Thà cấp bậc nhỏ Anh còn giữ được cho quê hương Từng tất đất hơn kẻ lon lớn Cổ đầy sao mà hèn hạ bán nước Tổ quốc đang cần Những dũng sĩ như anh Hãy tiếp tục chiến đấu chứ đừng bỏ cuộc nghe anh. Tôi thật sự tối mắt trả lời nhị Người con gái vừa mới quen đã hơn một lần can đảm ra tận chiến trường thăm tôi Em nói chí lý Thôi, trời đã xế chiều rồi Cho Hoàng Anh và Trung trở lại đại đội Nhớ đừng đi theo nữa Anh ở tuốt trên núi cao lận Gửi em ngàn cái hôn Nàng thỏ thẻ rất nhỏ Để tuổi lính khỏi nghe em muốn hôn anh thiệt, không hôn gió đâu. Tôi cười, mai mốt anh về. Chấm dứt cuộc vô tuyến điện đàm, tôi trả máy lại cho viên hạ sĩ quan truyền tin Nguyễn Hiệp, rồi bước ra khỏi căn lều trên dên trên đỉnh núi đầy mây. Tai tôi vẫn còn nghe văng vẳng những lời nhị nói, nhất là hai tiếng, thời thế mỉa mai thật lẽ nào thời thế cứ nắng mãi phường sâu dân mọt nước ấy một lũ hèn nguy hiểm hơn kẻ thù tôi nhìn xuống đồng bằng phía đông trải rộng qua đến khu đồi 94 cửa khẩu Sa Quỳnh đang rực lên như tấm lụa xa hơn về hướng bắc sau dãy phố Đức Phổ dưới nắng chiều chói lọi dài vật gì phản chiếu ánh sáng tia tỉa như những ngôi sao bạc không đều cạnh có chỗ nhòe nhòe giống miệng ông bình vôi trắng phếu. Dưới mắt tôi, cơ hồ còn gian động tiếng thét hải hùng của bầy giặc cỏ bị các anh hùng bạc mạng đánh tan xác hôm qua. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong kỳ 13 của truyện dài Anh hùng bạc mạng của mũ nâu Trần Thi Dân. Xin được cảm ơn tác giả và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị những chuyện tiếp theo của kênh nam hòa kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ bình an